mèo ăn uống giúp xương chắc khỏe cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Thời kỳ mãn kinh đi kèm với một số vấn đề sức khỏe, trong đó có ảnh hưởng đến sức khỏe xương và làm tăng nguy cơ loãng xương. Một bữa ăn cân bằng cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động. Bổ sung rau xanh. Các loại rau xanh như cải bó xôi, bắp cải, cải xoăn có vitamin K và canxi có thể hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe xương. Bổ sung protein từ thực vật. Bạn nên bổ sung thêm protein từ thực vật như đậu gà, đậu phụ hay hạt lanh để tốt cho sức khỏe xương. Đây là những thực phẩm chứa phytos estrogen, hoạt động như estrogen trong cơ thể, có thể giúp tăng mức độ hormone. Uống sữa. Sữa và các sản phẩm từ sữa chứa các chất dinh dưỡng bao gồm magie, kali, phốt pho và canxi rất quan trọng để duy trì xương khỏe mạnh. Bổ sung mận khô vào chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ loãng xương sau thời kỳ mãn kinh.